Ôm mộng tú tài. Văn, nửa đêm rồi con vẫn còn học bài sao? Cháo mẹ vừa nấu đây, con ăn đi cho nóng. Kìa mẹ, khuya rồi sao mẹ vẫn chưa đi ngủ, lại còn vất vả nấu cháo nữa. Mẹ cứ mặc con đọc sách thêm một lát rồi sẽ ngủ ngay. Tội nghiệp con, cả ngày đi rừng kiếm củi, lại lo việc đồng án, tối về cũng chẳng nghỉ ngơi, lại còn ngồi vào bàn học cả đêm nữa. Con phải chăm chỉ học hành, thi cử đỗ đạt thì mới mong cuộc sống có cơ thay đổi, mới báo hiếu được cho mẹ. Kỳ thi hương sắp đến rồi, con phải chăm chỉ ngày đêm. Mẹ khỏi lo cho con, mẹ cứ đi nghỉ trước đi ạ. Vậy mẹ không làm phiền con nữa, con cũng nên đi ngủ sớm một chút, giữ gìn sức khỏe nha con. Vâng, con biết rồi ạ. Dạ, con chào thầy ạ. Đỗ Văn đó hả? Thầy đang sửa bài cho con đây. Dạ, thưa thầy, thầy thấy sao ạ? Bài viết của con gần đây tiến bộ nhiều, số bài con nộp còn gấp mấy lần các bạn. Chắc con đã bỏ không ít công sức. Dạ, kỳ thi sắp tới rồi, con nào dám lơ là. Con tranh thủ đọc thêm sách vở và làm bài bất cứ lúc nào có thể. Chỉ mong thi cử đỗ đạt mới làm nên công danh sự nghiệp ạ. Con nghĩ vậy phải lắm. Không hổ danh là học trò giỏi nhất của ta. Với tài văn chương thế này, nhất định con sẽ đỗ cao. Cuối cùng cũng đến ngày thi, ta nhất định phải đỗ. Vinh hiển về làng để báo ơn thầy và mẹ. Kết quả thì đã dán rồi kìa, mau lại xem kìa. Hồi hộp quá, cầu trời cho mình thi đỗ. Hả? Không có tên mình. Thế là mình trượt rồi sao? Sao có thể như thế được? Mình đã tốn bao công sức chăm chỉ học hành mà bảng vàng lại chẳng có tên. Không lẽ nào... Trời ơi, người không có mắt hay sao? Công sức bấy lâu nay thế là đổ xuống sông xuống biển, ta còn mặt mũi nào về gặp mẹ gặp thầy? Trời đã muốn tuyệt đường sống, chẳng thà cậu tỉnh lại rồi. Anh là ai? Tôi đang ở đâu thế này? Tôi họ Lê, tên Dương. Cậu còn chưa đi gặp Diêm Vương đâu. Ban nãy tôi đi ngang qua đây, nhìn thấy cậu lao xuống nước, may mà tôi nhảy xuống kịp. Lê Dương, cái tên quen quá. Phải chăng anh chính là Lê Dương, người đã đứng đầu bảng vàng kỳ thi năm nay? Đúng vậy, tôi đổ đầu kỳ thi năm nay. Phải như thế chứ, thế mới đáng sống. Anh cứu tôi mà làm gì? Có gì mà đáng với không đáng? Ai mà chả phải sống? Có cái chuyện gì tồi tệ lắm hay sao mà cậu lại định làm việc dại dột? Cuộc đời tôi đã coi như phước đi, tiếp tục sống cũng có ý nghĩa gì? Cuộc đời nào cũng đáng sống cả. Cậu gặp chuyện gì cứ nói ra, biết đâu tôi giúp được. Chẳng ai giúp được tôi cả. Tôi linh kinh dự thi lần này, những mong sẽ đỗ đạt làm quan, ghi danh bảng vàng về vinh quy bái tổ. Ai ngờ giờ tôi không còn mặt mũi nào gặp mẹ gặp thầy nữa. Vì thế mà cậu định quyên sinh sao? Người đỗ đạt như anh không hiểu được đâu. Mấy năm nay tôi dốc sức học hành, không ngại khó ngại khổ, mọi người cũng đều dốc lòng chăm lo ủng hộ, ai cũng tin tưởng tôi sẽ đỗ đạt cao. Bây giờ như thế này tôi còn mặt mũi nào nhìn mọi người nữa chứ? Nếu suy nghĩ như cậu, chắc tôi chết mấy lần rồi. Anh nói gì kia? Cậu nghĩ tôi đổ đầu đơn giản vậy sao? Tôi thi lần này đã là lần thứ 3, mấy lần trước tôi đều ra về tay trắng. Vậy là anh cũng... Phải, tôi cũng từng thất bại rất nhiều lần là đằng khác. Nếu tôi giống cậu, chắc đã bỏ mạng cho Hà Bá từ lâu rồi.
không có thành công nào là dễ dàng cả. Như tôi đi thi đến 3 lần, nhiều khi cũng cảm thấy thất vọng lắm. Nhưng rồi tôi lại nghĩ lần sau nhất định là một cơ hội khác, nên quyết tâm không bỏ cuộc. Còn cậu, mới thất bại lần đầu, cậu định sẽ bỏ cuộc mãi mãi hay sao? Tôi... Từ bỏ hay không là tùy cậu. Tôi chỉ muốn cậu biết rằng, nếu không có 2 lần thi trước, thì tôi sẽ không bao giờ có lần thi thứ 3 này, và có được thành công như hôm nay. Lê Dương, cảm ơn anh, tôi đã hiểu rồi. Nhất định tôi sẽ không từ bỏ. Cảm ơn anh đã đánh thức tôi. Thời gian của thỏ con. Sao bác gà trống dậy sớm thế? Cứ gọi ván cả khu rừng lên. Thỏ con ơi, mau dậy thôi, trời đã sáng lắm rồi. Kìa mẹ, còn sớm mà, cho con ngủ thêm tí nữa. Giờ là đã 8 giờ rồi, đâu còn sớm sủa gì nữa. Mẹ, cho con ngủ thêm tí nữa thôi. Thế ngủ thêm một tí nữa thôi đấy nhé. Vâng ạ, cảm ơn mẹ. Hôm nay nhà bác gà trống dựng nhà mới, mẹ sang nhà bác gà trống giúp bác một tay. Con ở nhà tự nấu ăn cơm nha. Và nhớ là 5 phút nữa chuông báo thức kêu thì con phải dậy đấy nhé. Vâng ạ, mẹ cứ đi đi. Mẹ đi làm rồi, mày để tao ngủ đánh thức làm gì? Thỏ con ơi, đi câu cá với chúng tớ không? Tớ không đi đâu, các cậu đi đi. Được, vậy chúng tớ đi nhé. Muốn ngủ thêm một tí mà hết người này làm phiền tới người kia làm phiền. Thôi, ngủ tiếp thôi. Ôi, đã đến trưa rồi hả? Nhanh thật. Mọi người đi đâu hết rồi nhỉ? Mà thôi, mình ngồi đây chơi một lát vậy. Sao vắng vẻ thế nhỉ? Mãi chẳng thấy ai về là sao? Chào hai bạn đi câu cá về đó hả? Chào thỏ con, bây giờ cậu mới ngủ dậy hả? Trong lúc cậu ngủ, chúng tớ đi câu được một giỏ cá đầy rồi đây nè. Phải ư? Thích nhỉ? Ừ, cậu xem đi. Thôi, chúng tớ phải mang giỏ cá về cho mẹ đã. Chào cậu. Tiếc thật, vậy mà tớ không đi câu cá với các cậu, thì có phải giờ này có cá ăn rồi không? Ôi, mẹ đã về, ở nhà buồn quá mẹ ơi. Thế à? Vậy ngày hôm nay con đã làm được những việc gì nào? Con chỉ ngủ và chơi thôi đúng không? Con có biết từ sáng đến giờ mọi người làm được những gì không? Nào, để mẹ chỉ cho con xem. Ôi, ngôi nhà đẹp quá. Hai mẹ con nhà thỏ đến chơi đấy à? Dạ, em đưa cháu đến tham quan nhà mới của bác ạ. Nhờ mẹ cháu và các cô, các bác trong xóm giúp sức, nên hôm nay ngôi nhà của bác đã hoàn thành đấy cháu ạ. Ôi, các cô, các bác và mẹ cháu đã giúp bác hoàn thành ngôi nhà này chỉ trong sáng nay sao ạ? Đúng rồi cháu, mọi người ai cũng làm việc chăm chỉ. Biết quý trọng thời gian thì công việc sẽ nhanh chóng được hoàn thành thôi. Thôi em chào bác, em phải đưa cháu đi thăm đồng một lát. Khi nào rỗi em lại qua bác ạ. À. Ừ, vậy chào hai mẹ con nha. Mẹ ơi, trong thời gian con không làm việc gì thì mọi người làm được bao nhiêu là việc. Mẹ thì giúp bác gà trống dựng nhà, còn bạn mèo thì câu được bao nhiêu là cá. Ừ, giờ con ra cánh đồng xem là trong thời gian con ngủ và ngồi chơi thì mọi người đã làm được những gì nhé. Ôi, chỉ có một buổi sáng mà mọi người đã gặt nhiều lúa thế này cơ ạ. Đúng vậy, thời gian trôi nhanh lắm con à. Thảo nào, con ngủ một lúc mà đã đến trưa rồi, nhanh thật. Mẹ ơi, con đã lãng phí quá nhiều thời gian vào việc ngủ và chơi. Thời gian ấy, con có thể làm được nhiều việc có ích hơn. Con hiểu được như vậy thì tốt quá. Vậy chủ nhật tuần sau, con sẽ dùng thời gian vào việc gì nào? Dạ,
con sẽ đi câu cá cùng bạn mèo hoặc trồng một khóm hoa trước nhà. Con cũng có thể giúp đỡ các em nhỏ ôn bài ạ. À. Đúng rồi đấy con à, thời gian rất quý giá. Chúng ta không nên để thời gian trôi đi một cách lãng phí. Phải biết quý trọng thời gian, dùng thời gian của mình để làm nhiều việc có ích. Dạ, con hứa với mẹ, từ ngày mai trở đi, con sẽ không bao giờ để mất một phút thời gian vô ích nào. Ôi, con yêu của mẹ. Tường nhà có hoa. Mời cô cậu qua xem nhà. Nhà tôi giàu giải nhé, rất dễ tìm. Trời, sao lắm rác thế này? Chắc là lâu không có người nên mọi người mang tới đây để đó mà. Cô cậu mà về đây rồi á thì ai dám mang lại nữa. Quan trọng là cái nhà, chứ chỗ rác đó kiểu gì chả có cách xử lý. Vào trong xem nhà cửa thế nào đó em. Chuyển nhà đúng là mệt thật. Hay là em với anh đi ăn chút gì, chốc Vi dọn tiếp nha. Được rồi, chúng ta đi ăn nào. Em thích ăn gì? Ăn phở đi anh, lâu lâu em chưa ăn phở. Được rồi, vậy mình đi ăn phở nhé. Gì thế này? Sao thế em? Ai lại đi đổ rác ở đây thế này? Rõ ràng lúc nãy em đã dọn dẹp chỗ này sạch sẽ lắm cơ mà. Sao ai lại mang rác đến đây để thế này? Lợi dụng lúc người ta vắng nhà chút đã như thế này rồi. Sao ai lại vô ý thức thế? Giỏi thì mang rác ra giữa đường mà vứt nhé. Đừng có mà mang rác nhà mình đổ ở nhà người ta. Đồ vô ý thức. Thôi em, bực làm gì cho mệt người ra. Chắc họ chưa biết mình đến ở đó mà. Em ở nhà dọn nốt nhà nhé. Xem còn cần phải sửa sang lại cái gì thì nhắn tin cho anh. Chiều anh đi làm về anh mua cho luôn. Hôm nay em phải rình xem nhà nào hay vứt rác vào nhà mình. Phải bắt tận tay mới được. Gặp phải vợ anh thì gặp đúng sư tử Hà Đông rồi. Này bà kia, rác của bà đây đúng không? Sao lại vứt rác ở nhà tôi? Gì chứ, cái gì mà rác của tôi không biết. Rõ ràng tôi vừa thấy bà đi qua đây. Không bà thì ai vứt rác ở đây chứ? Khu này hay nhỉ, có bắt được tận tay không mà ăn nói như vậy. Chả lẽ ai đi qua nhà cô thì cô cũng cho rằng người ta vứt rác vào nhà cô chắc. Vài ngày sau. Trời ơi, không lẽ lắp cái camera ghi hình xem ai ném rác rồi mang ra công an phường họ xử lý. Chứ cứ như vậy có mà chả mấy chốc nhà mình thành cái bãi rác mất. Trời, chả lẽ vì cái vấn đề bé tẹo đó bà phải đầu tư cả cái camera hả em? Rồi thì suốt ngày ngồi canh me có phải vừa tốn tiền vừa mất thời gian không? Nhưng mà em bực quá rồi, chốc chốc lại cái mùi hôi thối đó bốc lên. Có lẽ chúng ta phải chuyển nhà thôi, thuê chỗ khác vậy. Em dám chắc những người thuê trước đây toàn phải chuyển đi vì chuyện này. Kìa em, nếu mình chuyển đi nữa thì khác gì những người khác. Chúng ta phải làm được điều gì đó khác hơn chứ. Để anh nghĩ xem nào. Theo em thì người ta thường hay vứt rác ở đâu? Ở nơi tiện nhất và trông có vẻ bẩn sẵn. Đúng vậy, cái hông nhà mình anh thấy cũng có vẻ hơi bẩn. Có thể mọi người thấy nó bẩn nên mới để rác ở chỗ đó. À, chúng ta tìm ra cách rồi. Nào đi với anh, anh sẽ giải quyết nỗi bực này cho em. Chẳng phải là em thích trồng cây xanh sao? Anh có cách này, vừa khiến hàng xóm không để rác chỗ đó nữa, vừa phục vụ sở thích của em luôn. Một thời gian sau. Ơ à. Đẹp quá bà ơi. Ừ, từ ngày cô chú ấy về đây
tổ dân phố của mình trở nên sạch sẽ hẳn lên. Cháu chào bác ạ. Chắc nay bác qua thu tiền nhà. Bác đợi cháu lâu chưa? Bác vừa tới. Đang đứng đây ngắm cảnh vàng hoa này. Đẹp quá cháu ơi. Ai đi qua cũng khen nhé. Bác mừng quá. Trước giờ người nào đến đây thuê cũng vài bữa là đi vì rác. Có khi bác phải đề xuất phường nên nhân rộng mô hình này mới được. Vậy thì còn gì bằng bác nhỉ? Thế thì bác đề xuất thêm mấy cái thùng đựng rác cho khu nữa bác nhé. Để người dân còn có chỗ để rác gọn gàng. Tránh để rác ôm cây cục điện thế kia. Được. Ý kiến quá hay. Phải triển khai luôn chứ. Vâng, thế mời bác vào nhà cháu chơi. Áo mới. Ôi, mùi áo mới thơm quá. Tránh ra, mùi bùn đất nồng nặc khó gì mà thơm. Nó bị làm sao thế nhỉ? Cái An nhà bác Bình đó mà. Nó học dưới tụi mình một lớp. Thầy bảo nhà nghèo rớt, đông cũng như hè, không có lấy một tấm áo mới. Thế nó mới bị ngộ mùi áo mới. Cứ ai có áo mới mặc là nó lại sáng đến hít ngửi. Chắc lại vừa có ai mặc áo mới đi qua. Làm sao bây giờ? Mẹ mà nhìn thấy mình lấm lem thế này sẽ rầy chết mất. An, con bị ngã đấy phải không? Ướt rình nước mưa thế kia. Mau dội qua gáo nước ấm rồi thay đồ kẻo nhiễm lạnh đó. Mau lên. Vâng ạ. May mà mẹ không rầy. Thầy nhanh vào ghế có thứ cho con đó. Dạ, thứ gì đó mẹ? Con cứ vào rồi biết. Trời ơi, là áo mới. Áo mới. Ôi, đẹp quá, đẹp quá. Chà, thơm quá, đúng là áo mới. Mẹ ơi, áo mới này ở đâu ra thế mẹ? Mẹ mua cho con đó. Ôi, con cảm ơn mẹ. Con chỉ cần chiếc áo này thôi, con sẽ giữ nó suốt đời mẹ. Nhưng mẹ ơi, mẹ lấy đâu tiền mà mua áo cho con? À, là mẹ bán cây bồ kết sau nhà. Năm nay được mùa sai trái lắm con ạ. Tôi mặc đẹp lắm chị ơi. Ai cũng khen. Đỡ mất công tìm mua. Mà chắc gì đã có chiếc áo lông đẹp như vậy. Dạ, em cũng thích lắm. Nhưng thôi, để lại cho chị vì có chút chuyện. Tôi biết chứ, cực chẳng đã chị mới để lại cho tôi. Trời, đó là chiếc áo ấm lành lặn duy nhất của mẹ. Sao mẹ lại đem bán? Mẹ lừa mình. Mẹ không bán cây bồ kết. Mẹ bán áo ấm của mẹ. Mẹ lừa con. Mẹ bán áo của mẹ để mua áo cho con mà không nói. Con không cần. Con không mặc. An, con. Mẹ không lừa mình. Tại mẹ thương mình quá nên mới bán áo lông của mẹ mua áo cho mình. Thế mà mình lại thét lên hỗn láo với mẹ. Mẹ ơi. Con xin lỗi. Con sai rồi. Tại con thương mẹ quá. Sao mẹ lại bán áo của mẹ? Con chịu được mà. Mẹ không muốn con lủi thủi bỏ về khi bạn bè con khoe áo mới. Không muốn con chịu lạnh. Nhưng mẹ bán đi rồi. Mai mốt đi cưới hỏi hay công chuyện, mẹ không còn chiếc áo ấm nào lạnh lặn nữa. Mẹ chịu lạnh quen rồi. Con gắng học hành chăm chỉ. Mai này khôn lớn, con có thể mua cho mẹ những chiếc áo lông đẹp hơn vậy nhiều cơ mà. Nhất định con sẽ mua cho mẹ. Mẫu bút chì. Vẽ vào vở được. Chiếc bút chì của mình, mình biết phải làm sao đây? Mẹ mình đang bị ốm mà còn không đủ tiền mua thuốc. Lúc này mình không thể xin mẹ tiền được. Cô rất vui vì cả lớp đều nộp bài tập về nhà đầy đủ. Chiếc bút chì của mình.
nó đâu mất rồi? Thưa cô, chiếc bút chì của em bị mất rồi ạ. Em cố nhớ lại xem, nếu vừa ở đấy thì làm sao mất được? Em có bỏ quên ở nhà hay đánh rơi ở đâu không? Không ạ, em nhớ rất kỹ mà. Bởi vì cặp sách của em bị rách nên em đã cầm chiếc bút chì suốt từ nhà đến lớp em mới cho vào cặp. Cả lớp thử tìm kỹ lại xem có thấy chiếc bút chì của bạn Liên bị lẫn không nhé. Cậu sao thế? Mau tìm đi xem có thấy không. Tội nghiệp Liên, bạn ấy khóc rồi kìa. Có phải đây là bút chì của em không? Ồ, vâng ạ. Đúng là chiếc bút chì xanh của em. Chỉ còn gần một nửa. Sao em lại có chiếc bút chì này hả An? Em không biết ạ. Em nhặt được ạ. Ôi, đồ ăn trộm. Ôi, An nhặt được à. Kìa. Các bạn im lặng đi. Lỗi là tại mình. Cặp sách của mình bị thủng. Lúc vào đến cửa lớp, mình bỏ bút chì vào rồi sách tung tăng. Có thể nó đã rơi ra khỏi túi nên An nhặt được. Cậu đừng khóc nữa. Chỉ là hiểu lầm thôi. Không ai nghĩ cậu lấy của mình đâu. Thôi, cả lớp trật tự. Chúng ta tiếp tục bài mới. Cuối giờ, An và Liên ở lại gặp cô một lát nhé. An à, nhìn chiếc bút chì chỉ còn một mẫu ngắn mà Liên vẫn rất nâng niu, cất giữ, cũng đủ thấy nhà Liên rất khó khăn. Cô biết gia đình em cũng vậy, nhưng em có thể chia sẻ với cô sẽ giúp đỡ em. Dù chỉ là một mẫu bút chì, nhưng nếu em lấy cắp nó, tức là đã làm mất lòng trung thực của chính mình. Điều ấy không tốt đúng không em? Vâng ạ, em xin lỗi cô. Mình không sao đâu An. Mình và An sẽ dùng chung nó cho đến khi chúng ta có thể mua được một chiếc bút chì mới nhé. Những nét chì em vẽ có thể tẩy xóa đi, còn nếu em để tâm hồn mình vấy bẩn thì rất khó có thể xóa mờ. Hãy để tâm hồn mình tỏa sáng rực rỡ như ánh mặt trời em vẽ nhé. Cô yêu và rất tin em, cô giáo của em. Sự bao dung, độ lượng của em giống như những tia nắng lung linh mỗi sớm mai chiếu xuống cỏ cây hoa lá. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.